Kính thưa quý thính giả, Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm những thoái hóa lãnh đạo đất nước, những tuyên bố khoa trương và dốt nát của các lãnh đạo là hậu quả đương nhiên mà toàn dân phải gánh chịu. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Đỗ Ngà với tựa đề Từ phát biểu dốt phơi bày ra bản chất chế độ sẽ được Song Thập trình bày. Không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Đó là câu nói của Winston Churchill, Thủ tướng Anh trong thời đệ nhị thế chiến. Hay như Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson cũng có câu, khi luật pháp bất công, thì sự chống đối trở thành nhiệm vụ. Hai câu nói của hai vị lãnh đạo kia là những câu châm ngôn nổi tiếng thế giới. Vì sao như vậy? Bởi vì hầu như những chính phủ nào sáng suốt cũng hành động như câu nói của Thủ tướng nước Anh Winston Churchill. Xã hội văn minh nào cũng sẽ phản ứng như những gì Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson đã nói thôi. Một khi châm ngôn của vị lãnh đạo cách đây hàng nửa thế kỷ hay thậm chí nhiều thế kỷ mà đến nay vẫn đúng, thì điều đó cho thấy những con người đó là những nhân vật có tầm nhìn về lãnh đạo. Điều đó cho thấy tầm nhìn của họ, sự xuất sắc trong vai trò lãnh đạo đất nước của họ như thế nào. Ngược lại, ở Việt Nam, có rất nhiều ông lãnh đạo cũng phun ra những câu nói, nhưng hỡi ôi, đó là những sản phẩm của sự ngu dốt. Như Lê Dũng nói, tôi hỏi thì không có tiền, không có thì in ra không sợ lạm phát. Tư bản đế quốc mới sợ lạm phát, chứ ta chuyên chính vô sản sao lại lạm phát mà sợ. Hay Phạm Văn Đồng cũng có câu nói phổ biến không kém, một ký rau muống chứa chất bổ dưỡng ngang bằng một ký thịt bò. Những câu nói này là một người bình thường nhất cũng phải cười té ghế vì cái tầm cao hiểu biết của chúng. Nếu để ý kỹ, chúng ta nhìn thấy rằng Winston Churchill và Thomas Jefferson đều là những người điều hành đất nước. Họ chỉ nói những câu nhận xét trong tầm hiểu biết của họ, trong lĩnh vực mà họ xuất sắc nhất, tức khía cạnh quản trị đất nước mà thôi. Còn ông Lê Duẩn không biết gì về ngành tài chính ngân hàng, nhưng với quyền lực tuyệt đối, ông ta tự cho mình cái quyền nói bừa, vì với vị thế quyền lực như ông, thì dù nói nhăn nói cụi gì, tất cả cũng phải nghe. Trường hợp ông Phạm Văn Đồng cũng vậy thôi, ông ta có biết gì về ngành thực phẩm đâu mà phát biểu lung tung, vậy mà ông ta vẫn cứ nói như chuyên viên không bằng. Người lãnh đạo quốc gia là người có tầm nhìn bao quát, như người nhìn thấy cả khu rừng. Khi nhìn thấy cả khu rừng, thì anh sẽ biết chỗ nào nên trồng cây thêm, chỗ nào nên tỉa bớt cây. Còn cách trồng như thế nào cho hiệu quả, tỉa như thế nào cho cây phát triển tốt, thì phải giao cho những người chuyên môn về lãnh vực đó để thi hành. Không ai biết mọi thứ, người lãnh đạo xuất sắc cơ nào cũng vậy. Họ chỉ có tầm nhìn rộng mà khó ai có. Còn về chuyên môn nào đó thì dưới họ có các bộ, các ban, các ngành phụ trách. Thế nhưng, lãnh đạo của Việt Nam Cộng sản lại khác. Người lãnh đạo thì không có tầm nhìn, mà họ lại đi trồng cây tỉa cành, nên làm không xong thì thành trò cười cho thiên hạ. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng vớt lăng quăng, ông Đinh La Thăng thì đi vớt bèo. Ông Vũ Đức Đam thì đi phát hoang, vân vân. Thì rõ ràng, những con người này ở vị thế lãnh đạo nhưng không có khả năng lãnh đạo. Thực ra cũng như chuyện bà phó giáo sư tiến sĩ gì đấy mà đưa ra đề nghị dùng lu để chống ngập cho thành phố, cũng là sản phẩm của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mà thôi. Loại như bà này rải đầy giấy từ trung ương xuống địa phương. Qua phát biểu của bà này, chúng ta thấy bà này cũng thế, cũng mang cái chung của Cộng sản. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân thì bà này phải biết nhiệm vụ của mình làm gì, nhưng thiệt là đáng thương, bà chẳng biết nhiệm vụ của một nhà lập pháp địa phương là gì cả. Việc chống ngập là việc của ngành hành pháp trong chính quyền thành phố. Bà phó giáo sư tiến sĩ này là một nhà lập pháp của nhà cầm quyền thành phố, thì bà có liên quan gì đến chuyện đưa ra giải pháp chống ngập mà nhảy vào làm thay việc của chuyên viên? Lẽ ra bà phó giáo sư tiến sĩ này phải chất vấn rằng,
Tại sao hành pháp thành phố để thành phố bị ngập? Tại sao nhà cầm quyền đã chi kinh phí chống ngập từ ngàn tỷ đồng này đến ngàn tỷ đồng khác mà thành phố vẫn còn ngập? Tiền đã chi mà ngập không giảm thì ai là người lãnh trách nhiệm? Chống ngập không xong thì tại sao ông chủ tịch thành phố không từ chức, vân vân và vân vân? Đó mới là nhiệm vụ của bà này. Thực ra bà này là phó giáo sư tiến sĩ về ngành gì đấy, chứ không phải ngành cấp thoát nước đô thị, nên bà là kẻ dốt nát trong ngành này là đương nhiên. Chuyện dốt nát này không liên quan gì đến cái bằng của bà ta, vì bằng cấp của bà ta là về chuyên môn khác. Bất kỳ ai cũng có thể là người dốt trong ngành mình không chuyên trách. Cái dốt của bà này là làm đại biểu Hội đồng Nhân dân nhưng mà chẳng biết vai trò và nhiệm vụ mình gánh vác là gì cả. Đó cũng là tình trạng chung của hầu hết lãnh đạo Cộng sản. Thế đất nước mới nát. Vấn đề Trung Cộng và Đảng Hồ Tàu lại nổi lên những ngày qua do Trung Cộng tiếp tục đưa tàu biển quấy nhiễu các dự án thăm dò, khai thác dầu khí của Việt Nam trong hải phận thuộc chủ quyền của Việt Nam chúng ta. Đây không phải là lần đầu tiên và cũng chắc chắn không phải lần cuối cùng Trung Cộng cho tàu biển xâm phạm, đe dọa chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Tuy nhiên, lần xâm lấn này có đặc điểm rất khác biệt là vụ việc xảy ra ngay trước và trong chuyến thăm của Nguyễn Thị Kim Ngân tới Bắc Kinh. Cũng như các lần khác, ban lãnh đạo chóp bu của Đảng Hồ Tàu chỉ thông tin một cách qua loa cho công luận biết sau khi vụ xâm phạm đã bị dư luận quốc tế phát hiện và lên tiếng. Với sự phát triển về công nghệ của các hệ thống giám sát địa cầu, hệ thống thông tin quốc tế hiện nay, điều chắc chắn nhóm lãnh đạo đầu sỏ của Đảng Hồ Tàu phải biết rõ sự bắt đầu các hành động xâm lấn hải phận trắng trợn của Trung Cộng. Một câu hỏi chúng ta phải đặt ra trong vụ việc này là tại sao bọn chóp bu vẫn đồng ý và bản thân Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đồng ý để đi sang gặp bọn lãnh đạo Bắc Kinh với một thái độ rất thân thiết, hòa nhã trong tình hình chủ quyền của Việt Nam đang bị chính Bắc Kinh xâm lấn. Thưa quý vị và anh chị em, đây là một câu hỏi gây khó chịu và nhức nhối đối với nhiều người trong chúng ta, bởi câu hỏi này đã nói lên sự ươn hèn vô giới hạn của Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng bọn trong ban lãnh đạo cao nhất của Đảng Hồ Tàu trước Trung Cộng. Tuy nhiên, như quý vị và anh chị em đã thấy, cũng như mọi khi, hệ thống tuyên truyền, tuyên giáo của Đảng Hồ Tàu đang được huy động một cách tinh vi để biện bạch, xoa dịu sự phẫn nộ của chúng ta, những người còn biết lo lắng cho vận mệnh chung của đất nước và dân tộc. Bọn tuyên giáo và các hệ thống tuyên truyền của Đảng Hồ Tàu đang cố gắng gieo rắc ra hai loại ảo tưởng cho dư luận. Thứ nhất, bọn chúng lợi dụng báo chí quốc tế và sự mập mờ thường có của báo chí của chúng để đưa ra những thông tin làm cho nhiều người cả tin, cảm thấy như chính quyền hiện nay cũng có những hành động chống trả Trung Cộng. Đó là những thông tin như tàu cảnh sát biển Việt Nam đối mặt với tàu Trung Cộng hoặc Nguyễn Xuân Phúc đến thăm cảnh sát biển. Thứ hai, bọn tuyên giáo và các chóp bu của chúng muốn chúng ta ảo tưởng rằng Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn đang cố gắng nín nhịn, tránh gặp mặt trực tiếp Bắc Kinh để cho chuyến thăm Mỹ sắp tới của Trọng được diễn ra suôn sẻ. Chúng muốn chúng ta kỳ vọng rằng chính Trọng là kẻ có thâm ý, muốn tăng cường quan hệ với Mỹ để chống Trung Cộng. Với hai loại ảo tưởng này, cùng với nhiều thủ đoạn xoa dịu, đánh lạc hướng khác, nhiều người trong chúng ta rất có thể sẽ tự đi đến kết luận Trọng và đồng bọn rất khôn ngoan và có chiến lược đúng đắn để đối đầu với Trung Cộng, bảo vệ sự bình yên cho đất nước. Thưa anh chị em và quý vị, những thủ đoạn này không hoàn toàn mới. Đó vẫn chỉ là những cách thức bọn chóp bu Hồ Tàu đã sử dụng để đánh lạc hướng, xoa dịu dân chúng từ năm 2007 tới nay, khi vấn đề Trung Cộng xâm lấn lãnh hải của chúng ta bị lộ ra ánh sáng công luận. Chúng luôn biện bạch với anh chị em chúng ta bằng hai loại lý do. Một, nước ta nhỏ,
Trung Cộng quá lớn và nằm sát chúng ta, do đó chúng ta phải khôn ngoan tránh xử sự cứng rắn. 2. Chúng ta cần phải có thời gian để tăng cường sức mạnh quân đội, tăng cường quan hệ với Mỹ và các nước phương Tây để tiến tới có đủ sức mạnh đối đầu với Trung Cộng. Với những lý cớ đó, nhiều người trong chúng ta cũng cảm thấy cách xử sự rất ươn hèn của bọn Chóp Bu là có lý. Vì đại cuộc, vì sự yên bình để làm ăn của toàn dân, các lãnh đạo buộc phải chấp nhận thái độ nhũn nhặn với Trung Cộng. Tuy nhiên, vấn đề Trung Cộng và đảng Hồ Tàu không phải chỉ là vấn đề gây hấn, xâm chiếm hải phận, hải đảo, một vấn đề liên quan chặt chẽ tới dư luận quốc tế nên rất dễ làm sôi động dư luận, khiến che lấp nhiều vấn đề hệ trọng khác. Thưa anh chị em và quý vị, chúng ta cần phải nhìn nhận lại sự nguy hiểm trong quan hệ giữa Trung Cộng và bọn Chóp Bu đảng Hồ Tàu hiện nay. Đó là sự tương đồng của chúng về mặt chính trị. Cả hai hệ thống chính trị của Bắc Kinh và Hồ Tàu đều nhằm một mục đích là giữ quyền lực độc tôn cho cả hai đảng Cộng sản. Tuy nhiên, vì Trung Cộng là một dân tộc lớn, bọn Chóp Bu Bắc Kinh có tham vọng cạnh tranh, thống trị trên mức độ toàn cầu. Trong khi đó, tất cả các Chóp Bu của đảng Hồ Tàu từ thời Hồ cho tới thời Trọng hiện nay chỉ có một tham vọng duy nhất là bằng mọi giá giữ độc quyền, quyền lực cho cá nhân bọn chúng, bất chấp danh dự dân tộc, bất chấp quyền lợi quốc gia. Đặt vấn đề về Biển Đông ra một bên, chúng ta thấy vẫn còn nguyên những nguy hiểm nghiêm trọng khác do đảng Hồ Tàu đã gây ra cho Việt Nam chúng ta. Ai đang định để Trung Cộng thực hiện con đường cao tốc huyết mạch nối liền Bắc Nam của Việt Nam? Ai đã để cho Trung Cộng chiếm lãnh các vùng rừng đầu nguồn phía Bắc và cao nguyên trung phần của Việt Nam? Ai đã để cho tình báo Trung Cộng thâm nhập rất sâu vào hệ thống chính trị của Việt Nam chúng ta? Và ai đang giam giữ, sách nhiễu tất cả những người Việt Nam muốn bày tỏ lòng ái quốc chống Trung Cộng một cách hiền hòa? Ai? Kẻ nào? Chỉ cần trả lời những câu hỏi này, chúng ta sẽ nhìn ngay ra Trọng và đồng bọn thuộc tâm địa phản quốc, khá xảo quyệt hay có lòng thực thà yêu nước. Khánh Ngọc và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị anh chị em trong chương trình tuần tới.